Kính chào bà con và các bạn. Trang nông nghiệp tuần này có những nội dung đáng chú ý sau. Thạc sĩ Thái Thi Kim Tuyến, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh sẽ hướng dẫn cho bà con kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại giai đoạn lúa đông trổ. Triển khai tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2023. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi trang tin. Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường. Đây là vụ sản xuất thứ ba, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hỗ trợ cho nông dân xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh và xã Do Quang, huyện Do Linh triển khai mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường với diện tích 2.000 m2, một mô hình, một vụ. Nguyên tắc của phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường là tôn trọng tự nhiên, dựa vào nguồn lực cỏ sẵn trong tự nhiên thay cho việc thâm canh dựa vào hóa chất để tạo ra năng suất vượt trội, làm nền tảng căn bản cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Trong cái vụ này thì chúng tôi đang thực hiện cái sản xuất cây lúa hạt SN6. Một trong những cái loại giống hiện nay là trên thị trường đang còn sử dụng và cái tiêu thụ dễ đầu ra cho bà con nông dân và trong thực hiện dự án thì cái kết quả đưa lại thì cái về kinh tế thì phải nói rằng là giảm được cái, cái chi phí đầu vào à, tiêu thụ là dễ cho nên bà con nông dân rất hưởng ứng à, còn về cái xã hội á, thì phải nói rằng là trong quá trình thực hiện dự án thì về vấn đề môi trường thì tác động rất là lớn à, về vấn đề tích cực tức là giảm cái ô nhiễm môi trường trong cái vấn đề không, giảm cái sử dụng phân bón hóa học và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. À cái thứ hai nữa là uh, sử dụng tiết kiệm được cái uh, sản phẩm phụ trong cái vấn đề sản xuất công nghiệp đó là rơm rạ. Tại hội nghị, kỹ sư của Trung tâm khuyến nông đạt truyền đạt cho nông dân kiến thức khoa học kỹ thuật về canh tác lúa thân thiện với môi trường, người dân được hỗ trợ về kiến thức tìm kiếm thị trường và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản với sản phẩm sạch thân thiện với môi trường sẽ tăng thêm thu nhập cải thiện cuộc sống cho nông dân. Vừa qua tại hồ thủy lợi La Nga, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, chi cục thủy sản tỉnh tổ chức thả hơn 12.300 con cá giống các loại gồm trắm, trê, mè, chép để bổ sung tải tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động được thực hiện hàng năm nhằm tải tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản và giữ cân bằng môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học. Thông qua hoạt động này, còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản bằng các phương tiện hủy diệt. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng tích cực bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững. Chi cục thủy sản tỉnh đã phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni, Phật tử, giáo dân tổ chức cá nhân thả dòng phóng sinh đúng kỹ thuật vào thủy vực thích hợp, không thả các loài ngoài lai xâm hại nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ cân bằng môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học trên các thủy vực tự nhiên. Thưa bà con và các bạn, vụ đông xuân 2022-2023, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy được trên 25.700 ha lúa. Hiện nay cây lúa chuẩn bị bước vào giai đoạn làm đồng trổ bông. Đây là giai đoạn quan trọng để quyết định năng suất, nhằm giúp bà con phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trong giai đoạn này. Trang nông nghiệp tuần này, thạc sĩ Thải Thị Kim Tuyến, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị sẽ chuyển đến bà con biện pháp kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại giai đoạn lúa đông trổ. Xin mời bà con cùng theo dõi. Kính thưa bà con, hiện nay cây lúa đang giai đoạn ốm đông, một số diện tích đã trổ. Thời tiết từ đầu tháng 3 đến nay thuận lợi cho cây lúa phát triển, nhưng cũng thuận lợi cho nhiều đối tượng dịch hại phát sinh gây hại. Thời tiết trong thời gian tới sẽ thuận lợi cho nhiều đối tượng phát sinh gây hại nặng. Và để phòng trừ tốt các đối tượng dịch hại gây hại trên cây lúa ở giai đoạn trước, trong và sau trổ, trong trang nông nghiệp kỳ này chúng tôi xin giới thiệu tới bà con một số đối tượng dịch hại chính và biện pháp phòng trừ như sau. Thứ nhất đó là sâu cuốn lá nhỏ thì hiện nay là trên đồng ruộng mật độ trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ khá cao và dự kiến sâu cuốn lá nhỏ lửa hai sẽ xuất hiện vào khoảng đầu tháng tư và đây là lửa sâu sẽ gây hài trên lá đồng là công năng gây ảnh hưởng lớn đến năng suất và đặc biệt hài nặng trên những cái ruộng xanh tốt và ruộng bón nhiều đàm vì vậy bà con cần kiểm tra theo dõi và kiểm tra sâu nếu như có sâu mật độ từ 10 con trên mét vuông trở lên thì bà con cần tiến hành phun trừ và phun trừ khi sau tuổi 1, tuổi 2 thì mới hiệu quả và có thể sử dụng các cái loại thuốc như là Mepun winner rồi là Angun Solo một số cái loại thuốc trừ sâu khác. Đối tượng thứ hai là bệnh đầu ôn lá và bệnh đầu ôn cổ bông thì bệnh đầu ôn lá sẽ tiếp tục phát sinh gây hài trên các giống nhiễm như HC95, Bắc thêm 7, VNR10 và gây hài trên những cái vùng ruộng mà đất cát, đất phá cát, ruộng xanh tốt và bón nhiều đàm. đối với bệnh đầu ôn cổ bông thì sẽ phát sinh gây hài trên những cái ruộng mà nhiễm bệnh đầu ôn lá mà không chủ động phun trừ hoặc phun trừ không triệt để và những cái vùng mà dễ nhiễm ví dụ như là cơ cấu các cái giống nhiễm hay là cái vùng ruộng là xanh tốt bón nhiều đạm và để uh, phòng trừ cái bệnh đầu ôn hiệu quả thì bà con cần kiểm tra trên tất cả các giống đặc biệt là các cái giống nhiễm và khi mà thấy có xuất hiện bệnh đầu ôn thì bà con có thể phun trừ uh, bằng các cái thuốc mà có hoạt chất như là trikylazone hay là phenosanin uh, và những cái thuốc này thì có thể là như là thuốc uh, mép phami uh, rồi là uh, bim 75 vdp năm và một số cái loài thuốc mà có hỗn hợp với thuốc trừ khô văn như là niu tẹc 300 SC. Đối tượng thứ ba đó là bệnh bạc lá vi khuẩn thì bệnh này sẽ xuất hiện và lây lan nhanh sau những cái trận mưa rông, mưa rào, tố lốc và bệnh thường gây hại nặng trên các kỳ giống nhiễm như là hạt C95 bắc thêm 7, dư hương 8, những cái ruộng xanh tốt gần làng thiếu ánh sáng và để phòng trừ cái bệnh này thì bà con cần là chủ động phun phòng ngay khi si sau khi có mưa rông tố lốc bằng các cái thuốc có hoạt chất như là bronopol hay là ninna misin ví dụ như là thuốc santosin 40 vdp hay là totan 200 vdp và map lotus đó là những cái thuốc mà trừ bệnh bạc lá vi khuẩn khá hiệu quả đối tượng thứ tư đó là rây thì rây lưng trắng và rầy nâu sẽ là phát sinh trên cái nhiều vùng trong cái thời gian tới và đặc biệt là hài nằng trên những cái ruộng là giống nhiễm như là hạt C95 bắc thơm 7 rồi là những cái vùng gieo dây vùng ổ dịch thì để phòng trừ rây hiệu quả thì bà con là cần chủ động kiểm tra ruộng và đặc biệt là kiểm tra trên các cái giống nhiễm vùng gieo dây và khi kiểm tra thì bà con cố gắng kiểm tra kỹ ở gốc lúa, bè lúa và nếu như phát hiện thấy mật độ rầy khoảng từ 750 con trên mét vuông trở lên thì bà con có thể là phun trừ bằng các cái thuốc có hoạt chất như là pimetrozin hoặc nitenpiram ví dụ như chét 50 vdg hoặc là nitenpiram 50% và đối tượng thứ năm đó là chuột thì chuột luôn luôn gây hại trên đồng ruộng nhưng mà sẽ gia tăng cái mức độ gây hại ở cái giai đoạn lúa lâm đong đến trổ và nó sẽ tập trung gây hại nặng ở các cái vùng như là ruộng khô nước rồi ruộng gần canh mương ruộng gần mồ mạ và những cái vùng mà không chủ động diệt chuột ngay từ đầu vụ một cách thường xuyên vậy thì để phòng trừ chuột thì bà con cần phải diệt chuột một cách thường xuyên và liên tục bằng nhiều cái giải pháp đồng bộ ví dụ như là về biện pháp thủ công rồi biện pháp đặt bẫy và cái biện pháp hóa học và ngoài ra thì bà con cũng cần lưu ý một số đối tượng khác ví dụ như là nhìn rẽ, rồi sâu đục thân, bệnh khô văn, bệnh đốm nâu, bệnh lem lẹp hạt và bệnh thổi thân thổi bè cần chủ động kiểm tra thường xuyên và thực hiện là phun trừ theo cái nguyên tắc là bốn đúng Kính thưa bà con trên đây là các cái đối tượng dịch hại chính gây hại trên cây lúa ở giai đoạn trước trong và sau trổ kính đề nghị bà con thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phun trừ phòng trừ kịp thời nhằm đạt ký hiệu quả cao nhất và an toàn cho người sản xuất cũng như là môi trường sinh thái và có một vụ mùa thắng lợi xin chào bà con Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm phát sinh và lây lan, đồng thời để ngăn ngừa bệnh truyền lây cho người, bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện thẳng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2023 từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 trên địa bàn toàn tỉnh. đối tượng vệ sinh khử trùng tiêu độc. Cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung, vệ sinh khử trùng tiêu độc toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần một lần. Vệ sinh khử trùng tiêu độc các phương tiện dùng vận chuyển gia súc gia cầm, thức ăn, lồng nhốt trước khi ra vào cơ sở. Đối với chăn nuôi hộ gia đình, quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc gia cầm bao gồm cả nơi chăn thả, thu gom phân rác chất đồn chuồng để đốt hoặc chôn phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc da cầm và vùng phù cần mỗi tuần một lần vệ sinh sạch sẽ phương tiện dùng cụ vận chuyển sau mỗi lần vận chuyển đối với cơ sở ấp nở gia cầm thủy cầm phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lo ấp đường ra vào cơ sở ấp trứng thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy phun khử trùng tiêu độc hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở. Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Nơi nhốt gia súc gia cầm chờ giết mổ. Sau khi động vật được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh khử trùng tiêu độc. Phương tiện vận chuyển gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm phải được vệ sinh khử trùng tiêu độc trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ. Nơi giết mổ phải thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc sau mỗi ca sản xuất. Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng, khơi thông cổng rảnh. Chờ buôn bản gia súc gia cầm. Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực buôn bản gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm, khu vực giết mổ gia cầm nếu có và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ. Phương tiện dùng cụ vận chuyển, lồng nhốt phải được phun khử trùng khi ra vào khỏi chợ. Những quầy bản thịt phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc sát trùng cuối mỗi buổi chờ quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chờ bằng biện pháp chôn hoặc đốt đối với động vật sản phẩm động vật nhập lầu bị thu giữ vệ sinh khử trùng tiêu độc các phương tiện dùng vận chuyển sản phẩm động vật nhập lầu bị bắt giữ quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực nhốt giữ động vật ngay sau mỗi đợt tiêu hủy phân rác thải phải được xử lý chôn hoặc đốt khu vực chôn lấp xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang bầm bệnh, khu vực thu gom xử lý chất thải động vật. Thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc sau khi hoàn thành việc xử lý, chôn lấp và thường xuyên kiểm tra, xử lý, khắc phục các trường hợp sụt lún, ô nhiễm môi trường, hổ chôn. Cảm ơn bà con và các bạn đã đồng hành cùng trang nông nghiệp tuần này. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong khung giờ này tuần sau.